Mở đầu cho chương trình phần 3 ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề tương đối khó khăn cho mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam, giống như Trung Cộng. Mỗi một lần Hoa Kỳ cảm thấy, Tổng thống Trump đó, mà cảm thấy cái cán cân thương mại mà thiệt thòi cho Hoa Kỳ, dù đó là đồng minh hay là những nước không phải đồng minh, ông cũng bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ bằng những chính sách cứng rắn. Đáng tiếc là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, sau khi chính phủ Hoa Kỳ cảnh giác rồi, nhưng họ vẫn có những vấn đề không cải thiện, cho nên bản tin của cô Loan Anh, Loan báo sắp sửa tới đây, Peter lấy giùm cho video số 4: Hoa Kỳ chuẩn bị áp thuế đối với hàng của Cộng sản Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ để cân bằng cán cân thương mại. Mời cô Loan Anh trình bày chi tiết. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa quý vị, chính phủ Mỹ đã loan báo là có thể họ sẽ áp thuế ngân lên hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam để cân bằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam, tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Thâm hụt thương mại này tăng 11% giữa tháng 7 và tháng 8 vừa qua, với mức thâm hụt lên đến gần 7,6 tỷ Mỹ kim và là mức tăng 38,9% so với cùng một cái thời kỳ này mà của năm năm trước. Giới chức Mỹ tuyên bố đây cũng là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992. 3 năm trước khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhau. Được biết, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn với nước Mỹ, và điều này khiến cho Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Thưa quý vị, thống kê của Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam là hơn 55,7 tỷ trong năm 2019, tăng hơn 16,5 tỷ so với năm ngoái. Mức thâm hụt thương mại hơn 39,4 tỷ của năm 2018, tăng 3,1% so với năm trước đó. Thống kê này cũng cho thấy thâm hụt trong thương mại giữa Mỹ và Việt Nam không ngừng tăng sau mỗi năm kể từ khi Mỹ bắt đầu ghi nhận con số âm một 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 lẻ một triệu một không một triệu trong cán cân thương mại với Việt Nam trong toàn bộ năm 1997. Việt Nam đang hỗ lực làm giảm căng thẳng bằng cách nhập nhiều cái hàng của Mỹ hơn là hồi năm ngoái. Một phần vì Trung Cộng ngừng cái nhập cái hàng của Mỹ, nên cái bối cảnh thương mại giữa chiến tranh thương chiến giữa Mỹ và Việt Nam giữa Mỹ và Trung 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 Cộng. Thì mặt khác thì Việt Nam cũng vừa phê duyệt một dự án điện hóa lỏng là có cái danh hiệu là LNG của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng, trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim để sử dụng LNG nhập cảng từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam là LNG Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ Mỹ kim vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của Việt Nam, cũng như giúp cho hẹp cái thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Kính thưa quý vị, giữa Mỹ và Việt Nam thì bây giờ Việt Nam đang 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 bàn giao như là giao thương với Mỹ, nên nên Việt Nam đang đang như là đang rối riết để mà sản xuất những cái hàng hóa của Việt Nam qua Mỹ.
Thì tại vì trong lúc này, thời gian này thì có chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, nên Trung Quốc không có nhập hàng của Mỹ. Và Việt Nam muốn có hàng của Mỹ nhiều thì phải như là giao thiệp với Mỹ để mà giao thương với Mỹ. Thì bây giờ Mỹ sẽ bắt đầu là đánh thuế cao lên một tỷ đối với cái hàng Việt Nam khi mà nhập vào Mỹ. Đó, cái đó thì quý vị cũng đã biết, tại vì hồi nào giờ thì Việt Nam lấy hàng của Mỹ từ Trung Quốc, nhưng bây giờ Trung Quốc với Mỹ thì hai bên đang thương chiến với nhau, vì đó nên Trung Quốc không có lấy hàng của Mỹ nữa, mà Mỹ cũng không giao hàng cho Việt Nam nữa, không giao hàng cho Trung Quốc nữa, nên bây giờ Việt Nam phải lấy hàng từ Mỹ nhiều hơn những năm trước. Vâng, cảm ơn cô Lan Anh. Kính thưa quý khán giả, câu chuyện của Tòa Thánh La Mã ngày hôm nay tương đối cũng lớn. Peter lấy dùm cho cái hình số 4 để chúng tôi trình bày một câu chuyện xảy ra ngay ở Tòa Thánh La Mã. Kính thưa quý vị, cảnh sát ở Milan cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ người Ý 39 tuổi. Người này từng làm việc cho Hồng Y Angelo Becciu, một viên chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican, người đã bị giáng chức vào tháng trước vì cáo buộc tham nhũng. Cecilia Maronia cho biết bà đã được Hồng Y Becciu trả 500.000 euro, tức là khoảng 587.000 đô la Hoa Kỳ. Bà đã bị bắt sau khi lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế Interpol ban hành theo yêu cầu của Tòa Thánh La Mã. Cả bà và Hồng Y Becciu đều phủ nhận những hành vi sai trái của mình, nhưng bà xác nhận rằng bà đã được Hồng Y trả 500.000 euro thông qua một công ty mà bà điều hành ở Slovenia. Bà cho biết bà đã nhận tiền để cung cấp ngoại giao song song để giúp đỡ những người truyền giáo ở các khu vực xung đột. Một nguồn tin ở bên trong Tòa Thánh Vatican cho biết hãng thông tấn Reuters ghi nhận rằng bà đã bị nghi ngờ tham nhũng và làm nạn thêm và đồng lõa với người khác. Vị Hồng Y bị cáo buộc đã ủy quyền các khoản thanh toán cho bà trong khi giữ chức vụ số 2 trong Ban Thư ký Nhà nước của Vatican, cơ quan quản lý các khoản quyên góp của giáo hội, nguồn thu tài chính lớn nhất. Bà nói với tờ báo Domani rằng tôi không ăn cắp một đồng xu nào. Bà cũng phủ nhận những cáo buộc rằng bà là tình nhân của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y năm nay 72 tuổi, bất ngờ từ chức vào tuần trước, tiết lộ rằng chính Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu ông từ chức. Và thưa quý vị, Đức Hồng Y Becciu từ chức và những chuyện thanh trừng nội bộ trong Tòa Thánh La Mã giữa phe bảo thủ và phe cải cách càng ngày càng căng thẳng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tường trình cùng quý vị. Và kính thưa quý vị, tình hình ở Đài Loan rất là căng thẳng. Hiện bây giờ thì Hoa Kỳ đã thông qua một sự chuẩn bị để bán vũ khí cho đảo quốc này, tự bảo vệ mình trước sự đe dọa của Trung Cộng. Peter lấy dùm cho video số 1, cô Loan Anh sẽ trình bày về tin Mỹ bán nhiều vũ khí cho Đài Loan để bảo vệ trước đe dọa của Trung Cộng. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, theo các nguồn tin được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, thì các chủ tịch của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và Ủy ban Ngoại giao Hạ viện đã thông báo là 3 hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan đã được Bộ Ngoại giao thông qua. Tại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao là cơ quan giám sát việc bán vũ khí cho nước ngoài.
Các vũ khí được dự trù bán cho Đài Loan bao gồm súng phóng Rocket trang bị cho xe do hãng Lockheed Martin sản xuất, quả tiễn không đối địa tầm xa do Boeing sản xuất và các bộ phận cảm biến trang bị cho các máy bay tiềm khích F-16 của Đài Loan để chuyển trực tiếp các hình ảnh và dữ kiện trong các trạm ở dưới đất. Thưa quý vị, cũng theo Reuters, các nghị sĩ Mỹ nói chung ủng hộ Đài Loan và lên án các hành động của Trung Cộng đối với hòn đảo này. Thưa quý vị, Sứ quán Trung Cộng tại Washington đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan và cắt đứt quan hệ quân sự với Đài Bắc. Nếu không, họ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa Mỹ-Trung và hòa bình, ổn định ở hai bờ eo biển của Đài Loan. Reuters nhắc lại là trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã loan báo hợp đồng bán 66 chiếc F-16 mới cho Đài Loan, gửi một phái đoàn cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ đến thăm Đài Bắc, đồng thời dự trù một cuộc đối thoại mới về kinh tế với Đài Loan, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, y tế, năng lượng và các lĩnh vực khác đối giữa Mỹ với Đài Loan. Và thưa quý vị. Vâng, cảm ơn cô Loan Anh. Thưa quý vị, trong khi đó là Tập Cận Bình đã tới Quảng Đông và ra lệnh cho thủy quân lục chiến của quân đội Tàu chuẩn bị chiến tranh. Chưa biết câu chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để tường trình cùng quý vị trong những chương trình sắp tới. Tới đây đã hết giờ rồi, mời Loan Anh gửi lời chào khán giả. Loan Anh xin chào quý vị khán giả thân thương và chúc tất cả vạn sự bình an, nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại kỳ tới.